Động thái lạ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân thời gian gần đây, sau khi đính hôn với hoa hậu Phương Lê. Mến chào quý khán giả đang xem kênh YouTube tin giải trí. Trong giới nghệ sĩ cải lương, Vũ Luân là cái tên vẫn đang duy trì được độ hot và thường xuyên nhận được sự quan tâm của khán giả về cả hoạt động nghệ thuật lẫn những câu chuyện đời tư. Anh cũng là nghệ sĩ chăm chỉ cập nhật mạng xã hội. Khi đi diễn, quay chương trình hay những khoảnh khắc đời thường đều được Vũ Luân chia sẻ như một cách giao lưu với fan của mình. Tuy nhiên, những ngày gần đây, Vũ Luân bất ngờ trở nên im ắng. Anh không đăng tải hình ảnh mới trong gần một tuần nay, cũng không cập nhật story hàng ngày như trước đó vẫn làm. Đối với những bình luận tiêu cực, Vũ Luân cũng không đáp trả lại. Trong một livestream, Vũ Luân cho biết, những bình luận tiêu cực trên các livestream của Vũ Luân bị block thẳng tay, vì hiện tại các kênh mạng xã hội của anh đã giao cho một đơn vị quản lý và họ dùng phần mềm tự động quét những bình luận công kích, cũng như tự động block một số tài khoản. Gần đây Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Luân xuất hiện trên chương trình Chuông vàng vọng cổ 2024 với vai trò giám khảo. Thời gian qua, Vũ Luân vướng phải một số ồn ào đời tư nên việc anh xuất hiện trên truyền hình cũng vấp một số phản ứng không tích cực. Thậm chí, anti-fan còn tràn vào fanpage của chương trình phẫn nộ và bình luận công kích nhắm đến Vũ Luân. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, vui vẻ. Đặc biệt, Vũ Luân dành lời khen ngợi cho một thí sinh nữ, em đang sở hữu một vóc người rất đẹp, dáng mảnh khảnh. Dễ thương, sáng sân khấu có một làn hơi đẹp. Dù vậy, nam nghệ sĩ vẫn thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót trong kỹ thuật hát của thí sinh này và cuối cùng anh quyết định không chọn phần trình diễn của cô. Gần đây một số khán giả phản đối nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân ngồi ghế giám khảo chương trình Chuông vàng vọng cổ. Sau khi mạng xã hội lan truyền video Vũ Luân ngồi cạnh cười cợt với Phương Lê hát chế lời quốc ca trên sóng livestream, hiện sở thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành xác minh và xử lý vụ việc.